Xin chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 7 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm, những cái dòng hoa Tết rất là tuyệt vời luôn ạ, với cái giá cực kỳ là phải chăng, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 trong đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn đặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô tam giáng hương tam bảo sắc, phải nói là hàng siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Những cây tam bảo sắc khá là thuộc tầm khá là lớn, và đây là những cây tam bảo sắc đã được tuyển chọn cô chú anh chị nhé, đã được tuyển chọn từ cả vài trăm cân hàng mà người ta cho vào nhà vườn, bởi vì nhà vườn là người ta sẽ không cần phải lấy những cái cây lớn cô chú anh chị ạ. Người ta chỉ cần lấy những cây nhỏ để mà ghép được nhiều cây, nên là những cây này đã là những cây gọi là hàng xếp rất là đẹp và cây khá là lớn cô chú anh chị nhá, hiếm hoi thì mới có những cái lô hàng cây to đẹp và bản lá ngắn dày như thế này ạ. Với giá em bán là 170.000 cho 1 kg cái giáng hương tam bảo sắc của ngày hôm nay. Và sang bên này đây thì em có dòng lan giáng hương Hải Âu, những cây Hải Âu lá xếp cực kỳ là xinh đẹp luôn. Giá em bán là 120.000 cho 1 kg thôi. Và hôm nay thì em lại cập bến một cái lô giáng hương đuôi chồn mới xanh mướt, vô cùng đẹp ạ. Cái dòng đuôi chồn cô chú anh chị mang về ghép thời điểm bây giờ là sang xuân, cô chú anh chị có cái giò lan đẹp với những cái bông hoa căng đẹp như ý để thưởng thức rồi ạ. 170.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan giáng hương đuôi sóc cũng vậy ạ. Đuôi sóc là một cái dòng lan hoa cũng tím rất là đậm như giáng hương đuôi chồn. Đấy thì giáng hương đuôi sóc lá bóng bẩy và căng mướt xếp vê sinh như thế này, 120.000 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng phi hạc ạ. Cái dòng hoàng phi hạc về thân căng nù ú luôn này, hàng chờ đợi cho một cái mùa hoa rực rỡ này. Cái dòng lan hoàng phi hạc của ngày hôm nay em xin phép bán với giá là 120.000 cho 130.000 cho 1 kg hoàng phi hạc cô chú anh chị nhé. Với những cái thân căng và to đùng luôn, hứa hẹn cái một cho một mùa hoa tuyệt vời ạ. 130.000 cho 1 kg hoàng phi hạc. Sang bên này đây thì một cái lượng hàng không có nhiều, đó là dòng lan hoàng nhạn tháng 4, cũng là những cây lan đã được tuyển chọn cô chú anh chị. Nhìn cho em từng cây một nó đẹp như thế này này cô chú anh chị này, cây từ tầm trung trở lên nhé, 1 kg với giá là 550.000 cho 1 kg. Bây giờ cô chú anh chị về ghép thì sang tháng 4, mùa sang năm, tháng 4 sang năm là cô chú anh chị có một cái mùa hoa hoàng nhạn trọn vẹn để mà thưởng thức rồi. Cái dòng lan có lẽ là không có loại lan nào có qua được cái mùi hương của dòng lan hoàng nhạn luôn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam cô chú anh chị nhá. Những cây nhỏ bé thôi nhưng mà phải nói là siêu có võ luôn. Những cái bông hoa vàng rực rỡ như thế này cô chú anh chị này, sắc cam lửa cực kỳ là sáng và đẹp như thế này ạ. Đây là chuẩn mặt bông hỏa hoàng cam. Nói chung là đây là những cái cây hỏa hoàng cam lạc mùa thôi. Đây là cái dòng hỏa hoàng cam em vừa ghép được một dạo, và bây giờ thì cây mới bắt đầu là bắn rễ thôi cô chú anh chị này, và nở một vài bông hoa lạc mùa như thế này, mà hoa thì rất là bền luôn, mà cái hương thơm nhẹ nhàng rất là dễ chịu luôn ạ. Đó thì nếu như cô chú anh chị mà cảm thấy yêu mến cái mặt bông hỏa hoàng cam này thì cô chú anh chị có thể sưu tầm với giá phải nói là rất là rẻ, em bán là 250.000 cho 1 kg. Đấy thì em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé, 0,2 thì cô chú anh chị có thể sưu tầm được khoảng tầm ít nhất là 2 giò như thế này. Đó thì có nghĩa là cô chú anh chị có thể có được hơn 120.000 trong một cái giỏ hỏa hoàng cam. 120.000 thôi là cô chú anh chị có được một cái giỏ hỏa hoàng cam rồi. Thì cô chú anh chị thấy ạ, rất là đáng sưu tầm và đáng thưởng thức luôn đúng không ạ. Xin nhắc lại giá 250.000 trong 1 kg, em bán từ 0,2 kg, cây rất là khỏe đẹp nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan tiểu hồ điệp. Cái dòng tiểu hồ điệp của ngày hôm nay ạ, em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái dòng tiểu hồ điệp này thì cực kỳ là dễ thuần dễ chăm ạ. Với những cái bông hoa nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng những cần hoa của nó rất là dài luôn cô chú anh chị nhé. Cần hoa dài khoảng tầm 40 cm trở lên luôn. Với cái giá này thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị
cô chú anh chị, em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là 0,3 thì cô chú anh chị có thể cho có cho mình những cái giò tiểu hồ điệp rất là tuyệt vời rồi. Mà cái giá này thì 3 lạng tức là chưa đến 40.000 đúng không ạ? Cô chú anh chị có thể cho có cho mình những cái giò tiểu hồ điệp rất là đẹp để mà thưởng thức nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có hai lô sơn thủy tiên cô chú anh chị này. Lô này em gọi là lô số 1 ạ. Về cô chú anh chị làm được một giò cực đẹp đúng không ạ? Và lô bên này sẽ là lô số 2. Mỗi một lô như vậy em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một lô nhé cô chú anh chị nhé. 80.000 cho một lô. Cô chú anh chị về được làm được một giò rất là đẹp. Và sang bên này thì em có hai lô hoàng thảo dáng hương quế tím. Cái dòng hàng mà hoa như là mùi hương của hoàng nhạn, như là mùi hương tam bảo sắc cô chú anh chị ạ. Cũng rất là thơm cái kiểu hương như vậy. Một lô như thế này rất là nhiều, với giá là 40.000 cho một lô. Cái sắc hoa tím hồng rất là đậm luôn ạ. Sang bên này thì em có hai lô hoàng thảo vầy rồng này cô chú anh chị này. Lô này lô số 1 và lô số 2. Mỗi một lô như vậy em bán là 55.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hoặc là cô chú anh chị có thể mua hàng cân thì em bán với giá là 110.000 thì tùy cô chú anh chị. Đó. Và bên này thì em có cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp, cô chú anh chị nhìn thấy là rất là giống với cả sơn thủy tiên đúng không ạ? Với những cái giả hành căng to mập và cực đẹp luôn. Em bán với giá chỉ có 130. Tháng hôm nay là 130.000 trong 1 kg nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng ạ. Cái lô hàng về cực đẹp luôn cô chú anh chị này, thân mập nú, bản lá tròn vo. Thân ngắn nhưng mà rất là mập nhá, nên chắc chắn là hứa hẹn những cái chùm hoa phải nói là rất là xuất sắc. Cô chú anh chị về có thể kích hoa nở đúng thời điểm Tết luôn ạ. Em bán là 210.000 cho 1 kg cái dòng kiều vuông cánh trắng này. Và sang bên này đây thì em có dòng lan nhất điểm hồng ạ. Đây là dòng nhất điểm hồng cô chú anh chị nhá, với bông hoa trắng nuột nà, hoa rất là to và họng điểm một chút xíu màu đỏ rất là đẹp. Đấy, cực kỳ là nổi bật luôn, trắng không tì vết, bông hoa to nhé. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg nhất điểm hồng. Còn bên này đây sẽ là dòng nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng với cả nhất điểm hồng thì về cái khuôn bông hoa nó khá là giống nhau, nhưng dòng nhất điểm hoàng thì hoa sẽ hơi ngà vàng và cái họng của nó là màu cam đậm. Đó, nói chung là cũng rất là xinh đẹp, với giá chỉ có 80.000 đấy. 80.000 cho 1 kg nhất điểm hoàng và 120.000 cho 1 kg nhất điểm hồng cô chú anh chị nhé. Hai cái loại lan mặt bông khá là giống nhau. Sang bên này đây thì em có hai lô hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Đấy, hai lô môi tua cô chú anh chị nhé, lô 1 này, lô 2. Mỗi một lô rất là nhiều như thế này ạ. Thì em xin phép được bán với giá chỉ có 60.000 cho một lô thôi. Đấy, 60.000 cho một lô cô chú anh chị về làm một giò bự chảng luôn. Hai lô hài cocky. Hai lô hài cocky ạ. Cái dòng hài mà hoa của nó mang 3 màu sắc trên một bông hoa với những hình dáng chiếc hài rất là xinh đẹp ạ. Một cái lô hài cocky như vậy em bán với giá là, một lô này em xin phép được bán với giá là 30.000 nhá. Có hai lô ạ. Một lô như thế cô chú anh chị về cũng có thể được vài giò rất là đẹp, 30.000 cho một lô thôi. Sang bên này thì em có một cái phần hài, đây là cái hài hài Helen, một cái dòng lan hài đặc hữu của vùng Cao Bằng với những cái bông hoa vàng rộm cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Một lô như thế này em bán là 80.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá của Helen trên thị trường. Giá của hài Helen thì em nghĩ rằng là nếu như ở trên những trang Facebook thì cái giá của nó một lô như thế này chắc chắn là không dưới 100.000, bởi vì dòng lan hài Helen này thì khá là đắt ạ. Tuy nhiên thì đây là những cây hài mà em mua trực tiếp với dân giao lưu cùng cô chú anh chị, em nghĩ rằng là với giá 80.000 dễ thuần dễ chăm, cô chú anh chị có thể sở hữu hai giò Helen rất là tuyệt vời. Và sang bên này đây ạ, hôm nay em vừa cập bến một cái lô hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cái dòng lan tượng trưng cho tài lộc, may mắn và cái sự thịnh vượng đấy ạ. Tượng trưng cho tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô hồ điệp về rất là đẹp luôn nhá. Cái dòng hồ điệp này ấy thì mỗi một cây như thế này ạ, sẽ có ít nhất là 2 cần hoa và cái chậu này là cái chậu rất là to. Nó là cái dòng 3.5 gì đó cô chú anh chị ạ. Cái chậu cốc hồ điệp này rất là to. Cô chú anh chị thấy là cái dòng hồ điệp này này, nó không chỉ có biên vàng mà còn thậm chí còn có biên đỏ nữa, rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, thân lá rất là tuyệt vời luôn. Cái cây thì sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cặp lá và 2 cần hoa rất là đẹp.
và cây cực kỳ là khỏe nhá cô chú anh chị nhá. Cái lô hồ điệp lá biên này về thì không thể nó không chê vào đâu được, và riêng cái dòng hồ điệp lá biên này này, nếu như là hàng rừng thì phải nói là cái giá của nó sẽ vô cùng là đắt đỏ, bởi vì người ta quan niệm rằng những cây như thế này khi mà mình trồng sưu tầm ấy thì có thể đem lại cái tài lộc cũng như vận may. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em nhá. Cái một cái sự kết hợp tuyệt vời ạ, giữa mặt bông và cái thân lá nhé. Sắc hoa tím hồng rất là sáng và rất là đậm luôn. Và một cái chậu hồ điệp đẹp tuyệt vời như thế này ạ, em chỉ bán có 60.000 cho một chậu thôi nhé. 60.000 cho một chậu thôi, và nó sẽ có hai cần nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa trong cái thời gian ngắn tới. Đấy, hai cần nụ này cũng chưa có dài lắm, nên là vận chuyển đóng gói đi đến tay cô chú anh chị thì em nghĩ là nó sẽ rất là an toàn. Còn bên này cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái lô hồ điệp mà hiện tại đang nở hoa rất là rực rỡ này cô chú anh chị này. Đó, thì những cái cây hồ điệp hiện tại đang nở hoa này thì về đến tay cô chú anh chị ạ, thì vận chuyển ở miền Bắc nó chỉ rơi khoảng tầm 1 cho đến 2 ngày thôi, nên là đảm bảo đến tay cô chú anh chị và hoa vẫn còn tươi nguyên để cô chú anh chị có thể chơi hoa trong một thời gian rất là dài. Ở đây em có hai cái màu sắc nhá. Đây ạ, màu tím hồng lưỡi đỏ rất là đẹp này cô chú anh chị này. Và màu sắc có màu sắc đó là gì ạ? Màu sắc tím kẻ nhá, tím kẻ lưỡi đỏ. Cánh hơi pha một chút vàng rất là đáng yêu. Và đồng giá với giá em bán chỉ có 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cô chú anh chị nhá, cho một cái cây lan hồ điệp đang hoa rất là tuyệt vời như thế này. Đó. Một chậu như thế này ạ, riêng một chậu như thế này thôi cô chú anh chị mua cho em một cái giò chậu sứ nhỏ xinh cô chú anh chị cho vào đó để trong phòng khách hay bàn làm việc cũng rất là xinh đẹp luôn rồi. Có 50.000 cho một chậu, cô chú anh chị thưởng thức hoa trong một thời gian rất là dài luôn nhá chú anh chị nhá. Dạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ như là những cái cây hôm nay em về cập bến một cái lô địa lan Trần Mộng Xuân. Một cái dòng địa lan ạ. Khi mà nói đến hoa Tết chắc chắn là người ta không thể nào không nói đến cái dòng mà lan Trần Mộng đúng không ạ? Một cái dòng lan mà nó gắn liền với cái huyền thoại của giấc mộng vua Trần. Với loại lan mà cái cần hoa dài trên 3, dài cả mét mà độ bền thì hoa cực kỳ là bền. Mà riêng dòng này này không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi thân lá cực kỳ là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Ở trên những cái vùng Sapa thì rất là nhiều những khách sạn người ta trưng những cái giò Trần Mộng Xuân này ở sảnh. Và nó không phải là chỉ chơi thân lá mà tạo ra một cái không chỉ chơi hoa mà cái người ta chơi lá ở cái mùa mà không có hoa ấy, nó tạo ra một cái không gian rất là xanh và rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là có những cái ngậm những cái nụ rồi và bắt đầu là có nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đó, dòng này dòng hoa Tết rất là đẹp nhá. Và hàng thời điểm bây giờ thì em nghĩ rằng về cô chú anh chị sẽ được chơi cái một mùa hoa rất là tuyệt vời. Giá em bán chỉ có 90.000 cho 1kg thôi ạ. 90.000 cho một cái dòng lan Trần Mộng Xuân, một cái dòng địa lan hoa đẹp nổi tiếng. Cái dòng địa lan hoa đẹp nổi tiếng của Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Đấy. Hoặc là lát nữa cô chú anh chị nếu như muốn có thể chọn hàng theo hình này giúp em. Từng khóm từng hình này giúp em ạ. Với những giả hành rất là căng mướt thì lát nữa em sẽ giới thiệu từng hình đến cô chú anh chị này. Đây ạ. Em có đây, em có ngay đây là hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 này, một cái khóm Trần Mộng Xuân, thân giả hành mập nú như vậy ạ. Thì em bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhá, cho cái hình này. Đấy, hoặc là cô chú anh chị mua hàng cân bên kia cũng được. Hàng vừa về rất là đẹp. Và hình tiếp theo hình số 2 này, những cái giả hành của nó bự rất là bự luôn, to như cái cổ tay luôn ạ. Hình số 2 ạ, hình số 2. Một cái giò xanh mướt rất là đẹp như thế này này. Cái chậu giò này về cô chú anh chị làm được một chậu cực đẹp nhé. Giò số 2 em xin phép được bán với giá là 290.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này cô chú anh chị này, bắt đầu là đã có những cái cần nụ, những cái ở cái kệ lá này. Giò số 3 đẹp xuất sắc luôn ạ. Giả hành bự và đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Giò số 3 này em xin phép được bán với giá là 440.000 ạ. Và hình số 4, một khóm tròn vo lá đanh cứng rất là xinh đẹp này. Giò số 4 này em bán là 220.000 ạ. Và hình số 5 nhé, hình số 5 giả hành cũng vậy, siêu bự luôn cô chú anh chị ạ, cực kỳ là đẹp. Và giò số 5 này em xin phép được bán 260.000. Và hình đây sẽ là hình số 6 này, cũng là giả hành rất là bự và đẹp luôn. Hình 6 em bán với giá cũng 220.000. Và hình số 7 ạ, cái hình số 7 đây cô chú anh chị nhé, hình số 7 này em xin phép được bán nó với giá là 300.000. Một khóm này thì cái phần gốc nó khá là lớn nên là về cô chú anh chị trồng chăm ấy thì nó cũng sẽ khá dễ, mặc dù nó sẽ hơi nặng cân một chút. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7, hình số 8 này.
Hình này sẽ là hình số 8. Cái giò này, một cái giò khá là bự chảng ở đây ạ. Em bán với giá là 300.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Cái giò này em cũng bán với giá là 300.000 nhé. Đó, thì cái dòng Trần Mộng Xuân rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị có thể chọn hàng theo hình cho em. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cái giò có trăm hơn 200.000, 300.000 đến 400.000. Thì cô chú anh chị sở hữu những giò Trần Mộng Xuân rất là bự như thế này. Sang bên này thì em có cái dòng giả Hạc Châu Như lưỡi bệt ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả Hạc Châu Như lưỡi bệt. Hàng này hàng tem mác và nó sẽ chuẩn mặt bông nhé. Và một cái giò giả Hạc Châu Như lưỡi bệt như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm ít nhất là 5-6 thân ạ. Rất là sum xuê luôn nhé. Chuẩn mặt bông và hoa sẽ sai một cách rất là tự nhiên tuyệt vời. Giá em bán có 140 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái thân chuỗi ngọc thắt đốt sáng bóng luôn. Và thậm chí hiện tại là em thấy là một số cây này đã bắt đầu chuẩn bị là có những cái mầm nụ lên đây cô chú anh chị nhá. Bắt đầu có những cái mầm nụ lên ở đây rồi. Nên là những cái giò chuối ngọc này này, về những nơi ấm áp thì em nghĩ rằng là sẽ cho hoa rất là sớm và thậm chí là sẽ cho hoa Tết ạ. Với những cái thân căng mướt và đẹp như thế này thì chắc chắn là khi mà nó sổ hoa thì sẽ vô cùng là xuất sắc luôn. Đảm bảo cô chú anh chị là có một cái giò hoa ngắm đã mắt luôn cô chú anh chị nhá. Một cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy đấy ạ. Thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160 thôi. Hoa vừa đẹp, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mà lại rất là bền hoa, có mùi hương thơm đấy. Đẹp từ cái thân lá đến hoa. Đây là một cái dòng lan em nghĩ là rất là đáng sưu tầm này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi cô chú anh chị nhá. Trầm cổ hay gọi là trầm thanh củi. Người ta gọi là trầm cổ là bởi vì những cái chậu trầm này này đã được giữ giống rất là lâu rồi ạ. Đã được lưu giữ giống rất là lâu rồi. Với cái cây hoa, sắc hoa đỏ đậm vô cùng là đẹp và hương rất là thơm cô chú anh chị nhá. Trầm đỏ, trầm với sắc hoa tím rất là đậm. Cô chú anh chị có thể thấy ngay từ cái thân của nó này. Hiện tại đã dần dần chuyển sang xoắn đỏ nhá. Khi mà thân càng già thì cái độ đỏ của cái thân ấy nó càng nổi rất là rõ, nhìn phân biệt một cách rất là dễ dàng luôn so với những loại khác không lẫn vào đâu được cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu trầm cổ, trầm thanh củi nhiều thân như thế này rơi vào khoảng tầm ít nhất là 6 thân. Em bán với giá là 180.000 cho một cái giò trầm cổ, trầm thanh củi này nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giò đen đô xuân ở đây thì cô chú anh chị thấy là chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị nhá. Rơi vào ít nhất là 6 thân hoa trở lên. Thì hôm nay em cũng thấy có cô chú anh chị nào đó comment là em không chia hình ra thì làm sao các anh dám mua. Đấy, thì em nghĩ rằng là những cái giò như thế này em sẽ chắc chắn là sẽ chọn cho anh chị những cái giò lan gọi là đẹp nhất. Những cái giò lan đẹp nhất trong lô để gửi đến cô chú anh chị nhá. Cái chậu nào cũng như chậu nào em sẽ quay rất là rõ cho cô chú anh chị như thế này. Và đảm bảo cô chú anh chị là khi về đến tay sẽ cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa như ý ạ. Đây là những cái bông hoa bói ở đầu ngọn. Cô chú anh chị có thể thấy là cái chỉ là và một cái bông hoa đó bói thôi nhá. Nở không có gì gọi là trọn vẹn cả. Nhưng cô chú anh chị có thể thấy cái sắc tím của nó rất là xinh đẹp luôn ạ. Nên là em khẳng định rằng là với những giò như thế này về cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan gọi là đẹp như ý luôn. Rơi vậy nhất là 6 thân. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em, chậu nào cũng như chậu nào nên cô chú anh chị yên tâm nhé. Giá có 180.000 cho một chậu thôi. Đấy, tại vì hàng của nhà em cũng rất là nhiều nên là tất cả những cái chậu như vậy thì em sẽ không thể nào mà chia hình được. Thì em cũng sẽ đảm bảo cho cô chú anh chị là những cái giò lan gọi là đẹp nhất được gửi đến tay cô chú anh chị với giá 180.000, chắc chắn cô chú anh chị rất là hài lòng. Sang bên này đây sẽ là dòng lan cát lai A, dòng cát một lá bông đại. Một cái chậu cát như thế này ạ. Đây là một cái dòng lan mà được coi là mệnh danh nữ hoàng của các loại lan cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan mà hoa rất là to, cực kỳ là đẹp và rực rỡ. Em bán là một chậu như vậy là 100.000 thôi ạ. 100.000 cho một giò cát lai A này thôi. Dòng cát một lá bông đại nhé. Mà cát thì cô chú anh chị chơi cái mặt hoa nào cũng đều rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị thấy là cây rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Và sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý nhất. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây đai châu mít nhá cô chú anh chị nhá. Những cái cây đai châu hàng đã thuần này cô chú anh chị này, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị. Hình này sẽ là hình 46. Em gọi đây là hình 46 cô chú anh chị nhá.
Đây là những cái cây đai châu mít, nhưng mà cây này thì có hơi lỗi bị vỡ lá và dập lá ở cây cây giữa này một chút này. Tuy nhiên thì còn cây đầu tiên và cây cuối này là đẹp trọn vẹn cô chú anh chị nhá. Thì những cái giò này thì đã thuần rất là lâu rồi, cô chú anh chị nhìn giá thể thì biết ạ. Và một cái giò như thế này thì em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Giò này em gọi là giò 46. Ba cây châu to và đã thuần trên cái trụ gỗ bự như thế này. Và em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là với giá là 230.000 cho giò số cho giò 46. Bên này sẽ là giò 47 cô chú anh chị này. Cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Hai cây đầu tiên này cực kỳ là vip đúng không ạ? Lá mít tròn cực kỳ là đẹp luôn, và cây bên này cũng rất là khổng lồ. Nhưng mà rất là tiếc là nó bị dập lá ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Cây khổng lồ này thì bị dập lá ở đây rất là tiếc luôn. Về cô chú anh chị có thể cắt đi. Hoặc là bôi keo, không biết là để đấy thì nó cũng không có làm sao cả. Đấy, có thể cắt đi hoặc là giữ lá. Đấy. Nhưng mà hai cây đầu tiên này thì phải nói là siêu phẩm rồi, rất là đẹp rồi ạ. Và cả cái giò như thế này ạ. Nụ to đùng luôn này cô chú anh chị này. Cây này cũng thế. Cây này cây to đùng, bên này phải tầm 3-4 nụ đấy cô chú anh chị ạ. Đấy. Thì cả cái giò như thế này em xin phép được bán với giá là 250.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 48. Hình số 48 em có hai cái cây đai châu mít này. Hai cây này về cô chú anh chị tự ghép lên nhé. Những cây này thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa Tết đẹp. Hình này em bán là 150.000. Và hình tiếp theo là hình 49. Cũng là hai cây châu rất là đẹp. Cái cây này thì bị cắt lá một chút này. Hai cây châu rất là đẹp ở đây thì em xin phép được bán với giá là 130.000 thôi nhé. Cây này cũng bị lỗi một chút này. Đấy, nói chung là nó cũng không có giảm đi vẻ đẹp đâu cô chú anh chị ạ. Vẫn đẹp như thường. Đấy, 130.000 cho cặp đôi này. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 50. Một cái cây phải nói là cũng là một cái siêu phẩm luôn ạ. Cái bản lá ngắn tròn vo rất là đẹp luôn. Mà đáng tiếc là nó bị dập một cái lá, bị hỏng một cái lá ở đây cô chú anh chị nhá. Đấy, thì cây này ạ. Rất là đẹp luôn, nhưng mà tiếc là bị hỏng một cây ở đây. Cái cây này cũng vậy này, cũng bị hỏng một cái lá nhá cô chú anh chị nhá. Và cả một cái cặp đôi như thế này ạ. Đây em gọi là cái hình 50. Giá em bán chỉ có 180.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Cái cặp phải nói là quá là đẹp, siêu phẩm luôn. Nó nói chung là về cô chú anh chị lên giò thì cái lá này cũng không có ảnh hưởng gì lắm đâu ạ. Và bên này sẽ là những cái cây HO này, em bao chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhá. Cái mặt bông HO thì ngắm chỉ có mê thôi cô chú anh chị ạ. Nói chung là hiện tại thì cái dòng lan va ấy thì không làm mưa làm gió trên thị trường rồi. Cái giá của nó về đúng cái giá trị thật của nó rồi. Và là một cái dòng lan rất là đáng sưu tầm, thưởng thức đúng không ạ? Cái giò HO này hôm qua em có một cái chậu là đang nở hoa, nhưng mà không biết là khách nào đã chốt mất rồi. Cái chậu hiện tại thì em bán với giá là 200.000 nhá. Cho hình 51 này 200.000. Hình 52 ạ. 52 một cái cây HO rất là dài. Cây này chắc chắn là mùa tới của chú ý chị được thưởng thức hoa rất là đẹp này. Em bán 290. Và hình 53. Hình 53 này em bán với giá là 280.000 cho chậu chuẩn HO của chú ý chị nhá. Chuẩn mặt bông cây giống hàng ươm kỳ nhá. Đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình 36. Em có duy nhất một cái chậu hoàng thảo trúc Phật Bà. Xin phép được giới thiệu ngược một chút, hoàng thảo trúc Phật Bà này, cái chậu này em bán 230.000 này. Và bên này đây sẽ là hình 37, một cái giò hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi thân căng mập nú, đây là vôi bắc cô chú anh chị nhá. Cái giò lan này cũng có thể đủ cho cô chú anh chị có một cái giò lan gọi là thơm nức nở luôn. Em bán 150.000, vôi độ thơm của nó chỉ sau trầm ạ. Hình 38, cái giò vôi vàng ươm này, với giá em bán là 150.000 này. Và bên này sẽ là 39 này. Em bán cái giò vôi này với giá là 160.000 ạ. 39, 160. Và 40, cái giò vôi 40 với giá là 150.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 41. Cái giò này là vôi lẫn long tu nhá, 150.000. Và hình số 42 em bán với giá là 150.000. 42, 150.000 này. Là đây là một giò long tu thân căng mướt rất là đẹp này. Và hình số 43 cũng là một cái giò long tu xuân ạ, rất là xinh luôn này. Ngắn nhưng mà rất là đẹp. Em bán cái giò này với giá cũng 150.000. Và hình 44 này, 44 cái giò vôi này em bán với giá là 130.000 thôi ạ. Và 45 là cũng là 130.000. Và bên này sẽ là những cái giò long tu đá hoa tím. Em có giò long tu đá hoa tím này, em gọi là hình số 22 ạ. Em bán với giá 120.000 thôi nhá. Sau bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi là một cái dòng lan hoa nở chuẩn Tết. Một cái sắc hoa, bông hoa đỏ thắm,
to và cực kỳ là thơm. Đấy, rất là phù hợp để mà cô chú anh chị chơi Tết. Và hiện tại thì cô chú anh chị thấy là thân cây đã xuống hết lá để chuẩn bị chờ hoa như thế này. Hôm nay em sẽ bán giá với giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị về có cho mình cái giò lan rẻ mà chơi hoa Tết tuyệt vời. Em gọi đây là cái hình số 23, với giá em bán chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 thôi mà cái giò này là có bao nhiêu thân ạ? 2, 4, 5 thân này cô chú anh chị này. Hình tiếp theo là hình số 24 ạ. Một chậu cực kỳ là VIP luôn, nhìn thân ngắm quá đẹp luôn. Cũng là 100, chậu này em bán 160.000 đi. Và hình tiếp theo sẽ là hình 25, là một cái thân cũng cực kỳ là VIP này. Đấy, 3 thân cực kỳ là đẹp, cao đẹp này. Em bán với giá là 150.000 cho giò này. Và hình tiếp theo là hình số 26. Giò này cũng là 3 thân ạ. Em bán cái giò này với giá cũng là 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Cái giò 27 này, 2 thân siêu VIP đẹp. Em bán hình này với giá là 2 thân nhá, 160.000, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hình số tiếp theo là hình số 28. Đây là một cái chậu trầm rồng đỏ 6 thân mà bị hỏng mất 2 ngọn, còn rất là sum xuê. Bán cái giò này với giá 130.000 đi. Hình tiếp theo là hình 29, 160.000 này. À, 150.000 cho giò này. Và tiếp theo là hình 40. 40 cái chậu cực kỳ là đẹp luôn ạ. 2 thân siêu mập khỏe và đẹp luôn. Đấy. Và một thêm 2 thân bên dưới này nữa. Hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32 này. 32. Cái chậu trầm rồng đỏ 32 ở đây ạ. 150.000 cho chậu trầm rồng đỏ 3 thân, 4 thân luôn nhé. Và tiếp theo sẽ là hình số 33. Cũng là 150.000 thôi. 30, à hình số 32 chứ, 150.000. Và bên này sẽ là cái giò hoàng phi hạc này. 33 sẽ là một cái chậu hoàng phi hạc ạ. Cái giò hoàng phi hạc này em xin phép được bán. Đây, em xin phép được bán cái giò hoàng phi hạc rất là nhiều thân ở đây ạ. Với giá em bán là 170.000. Cái hoàng phi hạc cô chú ý chị có thể mua hàng cân bên kia 130, hoặc là mua thiện chậu này cũng được này. Đấy, cái giò này em bán với giá cũng 170 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35, cũng là 170 của chú ý chị nhé. Giò 3470 và giò 3570 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm này. Đây sẽ là những cái chậu kiếm rừng, kiếm hàng, gọi là hàng mặt hoa nhé của chú ý chị nhé. Hàng mặt hoa là những cái cây kiếm đột biến rất là đẹp. Đây là một cái chậu kiếm cánh mai bầu cực kỳ là đẹp luôn. Với chậu kiếm này em bán là 700.000 cho chậu số 10. Thế em gọi là chậu số 10. Và chậu số 11 là một cái giò lan vàng cánh bầu. À, bana cánh bầu chứ. Bana cánh bầu, cô chú anh chị nào chơi lan kiếm lâu thì cô chú anh chị biết rồi. Cái giò này em bán 180.000 thôi. Đấy, bằng hàng rừng luôn ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 đây là một cái chậu hình số 12 đây là một chậu hồng kiếm ạ. Cái chậu này em bán là 200.000 này cô chú anh chị này. Hàng va bao chuẩn, mặt bông cây giống cực kỳ là đẹp luôn. Có 200.000, hơn 100.000 một giò lan thuần như vậy. Hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Cái giò này là một cái giò gì đấy ạ? Ám tím thủy nguyên cô chú anh chị nhé. Duy nhất một chậu ám tím thủy nguyên này thôi, 300.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Giò này là một cái giò vị hoàng ạ. Vị hoàng chỉ đứng sau xanh huế và phan trí thôi. Cái chậu vị hoàng này xin phép được bán nó với giá là 500.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là vàng cánh chim. Cái chậu này cực kỳ là sum xuê với giá em bán là 300.000 này. Đấy. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 16. Cái chậu này là cái chậu cũng là vàng cánh chim ạ. Với giá là 180.000. Và sang hình bên này sẽ là một cái chậu vàng Tây Ninh nhá. Tiên Vũ vàng Tây Ninh 2 thân ạ. Với giá em bán là 400.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 18 ạ. Đây là một cái chậu cũng là vàng Tây Ninh. Chậu này 4 thân. Em xin phép được bán với giá 700.000. Sang hình tiếp theo sẽ là bình an kiếm. Cực kỳ là đẹp. 300.000 cho chậu bình an kiếm này. Và sang tiếp theo sẽ là hình số 20. Cái chậu này là cái chậu Taiwan 4. Taiwan 4. Một cái chậu Taiwan 4 là dòng kiếm Thái sổ hoa. Và là một trong những mặt bông rất là đẹp. Đẹp nhất trong dòng kiếm Thái của chú anh chị. Chậu này em bán là 200.000. À đâu, chậu này 400.000. Và hình số 21 cũng là một cái Taiwan 4 này. Và cái giò Taiwan 4 này em xin phép được bán nó với giá là 400.000. À 450.000 cho chậu Taiwan 4 hình số 21. Sang bên này sẽ là những cái chậu lan kiếm. Và kiếm này thì khi mà người bán hàng người ta nói rằng đây là những cái cây phan trí gieo hạt cô chú anh chị nhé. Những cái chậu này thì đã trồng rất là lâu rồi và cực kỳ là sum xuê này. Cũng có những cái chậu mà nhà vườn đã sổ bông rất là đẹp.
Đấy, thì một chậu như vậy em bán là 110.000. Và sang bên này thì em có những cái cây đai châu màu hồng gấm nhá. Rơi vào ít nhất là cái dòng đai châu hồng gấm này là một cái đai châu mà hoa nở quanh năm cô chú anh chị ạ. Hoa rất là thơm, cực kỳ là thơm luôn, mà hoa nở quanh năm, rơi vào 5 cặp lá cho một cái cây như thế này. Em bán là 130.000 cho một cái chậu châu hồng gấm này. 130 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng. Đặc sản của vùng miền Cao Bằng để giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Nấm hương rừng ạ, 140.000 cho một túi như vậy là một nửa kg nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một túi là một nửa kg, 140. Và miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg. Măng mầm khô giá em bán là 200.000. Và bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nhé. Đảm bảo sạch và có vị thơm ngon rất là đặc biệt luôn, 170.000 cho một túi. Và bên này thì em có cái nấm ngọc cẩu 150, rễ mũ tần với giá 120 và chuối hột khô với giá là 100.000. Và hoàng tinh em bán 200, tầm quỷ cây xanh em bán là 190.000 nhá. Này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho lan, vỏ thông em có size 1-2 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng là 50.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg, atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 trong một ống, và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, B1 thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ, siêu da rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ, và ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có dây buộc lan ạ, chiều dài 100m, có dao cắt kèm theo, tiện dụng cực kỳ luôn, 35.000 cho một cuộn này. Kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Và cái chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một cái túi như vậy là một nửa, một túi như vậy là một túi như vậy nhé. Bên này là túi 1 kg với giá 50.000, và chicho đề ma là một hộp như vậy 1 kg với giá 130. Bên này sẽ là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Nên là khi mà cô chú anh chị sử dụng thì sẽ hạn chế nấm bệnh một cách rất là tối đa. Và một điều rất là đặc biệt mà em cảm thấy vô cùng là ưng ở cái sản phẩm này, đó là khi cô chú anh chị sử dụng cái phân bón này để bón cho cây ấy, thứ nhất là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu rất là tuyệt vời. Thứ hai á, là cái cô chú anh chị bón sản phẩm này thì sẽ không sợ bị đen đầu rễ như là khi cô chú anh chị những sử dụng những cái sản phẩm phân bón khác. Như là ví dụ nhà phân dê cô chú anh chị bón nhiều khi không cẩn thận cũng vẫn bị nhá. Nhưng mà riêng cái dòng đen đầu rễ, còn cái riêng cái dòng này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em. Đó. Là em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mà vừa cung cấp giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời mà lại còn hạn chế, mà còn không có những cái hạn chế như là sợ bị đen đầu rễ như những dòng phân khác, thì em nghĩ đây là một cái lựa chọn cực kỳ là hoàn hảo. Bên này em có vẫn gói sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán là 40.000 ạ. 40.000 cô chú anh chị này, có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau một cách hiệu quả và không gây nóng rát nhé. Vào cái mặt hàng kg thì em còn có thêm kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Với giả hành như thế này, có hàng này có thể nở hoa Tết nhé. Mập nú luôn, một cái giả hành như thế này thì có thể cho 2-3 cái chủng hoa luôn cô chú anh chị ạ. Và 1 kg kim điệp xuân em bán là 140. Với nửa kg cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái giò kim điệp xuân rất là tuyệt vời rồi. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.